Xin chào tất cả các bạn thân thương xa gần. Mời các bạn hãy cùng mình ra vườn để ngắm hoa nhé. Đây là hoa huệ tây các bạn ơi. Hoa này còn gọi là hoa lan huệ hay còn gọi là hoa loa kèn. Nhà mình thì rất là thích cây hoa loa kèn màu đỏ này. Các bạn ngắm này, hoa màu đỏ lá màu xanh trông rất là đẹp mắt. Hoa ra rực rỡ luôn. Dưới những cái ánh nắng chiếu rọi thì bông hoa càng trở nên đẹp đẽ. Và hoa này thì mang rất nhiều ý nghĩa hay. Nó tượng trưng cho sự giàu sang, quyền lực, sự kiêu hãnh, kiên cường không có thể khuất phục được. Hoa mang đến cảm giác về sự thanh cao, quý phái, thuần khiết trong người nhìn. Hoa này thì người ta nói là thường nở hoa vào tháng 4, nhưng mà mình trồng hoa này nhiều năm, mình thấy là hoa còn ra hoa được nhiều đợt trong năm. Và muốn hoa ra được nhiều đợt trong năm thì chúng ta cần biết cách chăm sóc và biết cách kích thích để cây ra hoa. Hãy cùng mình theo dõi nhé. Xem nào, các bạn thấy chưa? Đầu tiên là chúng ta sẽ phải cắt toàn bộ những cái lá cao ngồng lên. Chúng ta càng cắt sát gốc càng tốt nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình đang tiến hành cắt tất cả các cái lá luôn. Các bạn đừng có tiếc sót. Càng cắt đi thì nó sẽ kích thích, nó sẽ nảy mầm. Và sau khi cắt lá xong thì các bạn sẽ tiến hành nhặt những cái lá khô này, rác này, hay là kể cả là những cái bụi bẩn, hoặc là những viên gạch sỏi, hoặc là giấy, hoặc là túi bóng. Bởi vì những cái chất đó nó sẽ bó chít vào cái phần rễ của cây ấy, và nó sẽ làm cây phát triển sinh trưởng không tốt. Và các bạn nhìn quan sát kỹ này, cây này thì được trồng bằng các củ. Các bạn nhìn thấy chưa, các cái củ ở phía dưới rất là to. Các bạn chỉ cần trồng một củ thôi, sau này nó sẽ sinh sôi nảy nở ra rất nhiều cây mới luôn. Sau khi các bạn nhặt xong rồi thì các bạn có thể là tỉa lại một lần nữa cho đẹp, rồi sau đó là các bạn sẽ tưới nước nha. Các bạn tưới nước thật ẩm đất, hoặc là các bạn sẽ bón phân rồi mới tưới nước. Như mình thì mình thích là tưới xong rồi mình mới bón phân. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ cùng quan sát xem rằng là cây sẽ sinh sôi nảy nở sinh trưởng như thế nào. Đấy, tôi chỉ cho các bạn xem này, tất cả những cái củ này á, các bạn chỉ cần rổ lên thôi là các bạn nhân giống một cách đơn giản, củ rất là to luôn. Đó. Với số lượng củ như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể nhân giống ra được 5, 6, 7, thậm chí là 10 chậu lan huệ luôn. Và lúc đấy thì các bạn muốn trưng ở ban công, hay là trưng ở trước cửa nhà, hay trưng ở sân thượng, hoặc là các bạn có thể mang đến biếu đến tặng bạn bè. Rất là tuyệt vời luôn, chậu hoa cực kỳ đẹp. Và đây là một cái chậu sau khi tôi đã cắt, còn đây là những cái lá mà tôi đã bỏ đi. Đây các bạn nhìn thấy chưa, chuẩn bị tưới nước và bón phân nha. La 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 la. Chúng ta bón phân nha. Các bạn ơi, chúng ta cần phải tưới nước trước và bón phân sau. Mục đích là để làm gì? Bởi vì nếu như chúng ta bón phân trước rồi chúng ta mới tưới nước ấy, thì phân nó sẽ trôi đi mất. Cho nên là chúng ta nên tưới nước ẩm trước rồi bón phân sau, rồi tiếp tục gì vẩy nước nhẹ lên một lần nữa là ok. Và bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi cây nảy mầm và chuẩn bị trổ hoa thôi. Đây, phải đợi đến tận 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần thì cây mới mọc được như thế này này các bạn ơi. Cây đã bắt đầu trổ nhánh non này. Đấy, lá bắt đầu nên những nhánh mới. Các bạn lưu ý, nếu như trong trường hợp mà đất khô, các bạn vẫn phải thường xuyên tưới nước nhá. Không cần phải bón phân nữa đâu. Và cây này thì nó không có sâu bệnh đâu các bạn. Các bạn cứ thoải mái, không phải lo sâu bệnh, cũng không phải lo bắt sâu thường xuyên hết. Bây giờ chỉ có mỗi chờ đợi lá lên cao và nảy mầm thôi. La 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 la. Lâu quá ha, sắp được ngắm hoa rồi nè. La la. Và đây, sau khoảng 2 tháng các bạn ơi, cây nó đã tốt như thế này và bắt đầu trổ những chiếc ngồng có nụ đầu tiên. Các bạn nhìn thấy chưa, lá cực kỳ xanh mướt luôn, tốt. Và các cái ngồng này đã bắt đầu nhú lên, cũng khá là nhiều ngồng các bạn. Đây, đang đếm đây được 4, 5, 6 ngồng liền nha. Lá xanh, ui, những cái ngồng này lên này. Thực sự là cái cảm giác chờ đợi và cái cảm giác mình sắp được ngắm những cái bông hoa do cái thành quả mà mình chăm sóc lên ý, cực kỳ thích các bạn ạ. Cái cảm giác sảng khoái vô cùng luôn, phấn khích lắm. Đây, cái lá xanh này, thực ra cái cây này ấy, kể cả khi nó không ra hoa ấy các bạn, nhìn những cái lá xanh mướt như thế này ấy, thì cũng đã thấy thích rồi. Và lá nó không hề bám bẩn luôn, mặc dù là mình trồng ngay rìa đường nhá. Lá không bị bám bụi bẩn gì hết. Đấy, các cái củ của nó này phía dưới này vẫn to tròn và cực kỳ là xinh đẹp dễ thương. Wow, cái bụi cây này nhìn quá là đã mắt. Lá màu xanh mướt, không bám bụi, không phải vệ sinh hàng ngày. Đây các bạn hãy ngắm toàn cảnh của cái cây này nhé. Chuẩn bị có hoa ngắm rồi đấy các bạn. Các bạn chỉ cần chờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi thêm một chút nữa thôi, khoảng là cùng lắm là 1 tuần nữa thôi là hoa sẽ rực rỡ. Các bạn biết không, những nhà chuyên gia người ta khuyên là lên trồng cái cây hoa loa kèn này ấy, bằng củ vào khoảng tháng 10 và tháng 11 trong năm ấy, vì đây là cái thời điểm mà cây có thể phát triển tốt và sẽ không bị chết bởi nắng nóng. Tuy nhiên thì nói thật với các bạn là cái cây này nó rất là dễ trồng, các bạn chỉ cần tách một cái củ ra thôi và các bạn cắt cái phần lá đi, các bạn dâm cái củ xuống cái phần đất tơi xốp hoặc đất thịt ấy, đất có khả năng thoát nước tốt ấy, hoặc là có độ ẩm cao ấy. Và khi các bạn dâm xuống như vậy thì các bạn chỉ cần để vào cái khu vực mà nó không bị quá nắng nóng, hoặc không cần cái lò than chẳng hạn, hoặc không cần cái nơi làm ra gạch chẳng hạn, vân vân, thì chắc chắn là cây nó sẽ lên. Và không những sau này các bạn muốn triệt cây đi còn khó đấy các bạn, bởi vì cái sức sống của cây này nó rất là tuyệt vời luôn, sống mạnh mẽ. Và chuẩn bị ngắm hoa nào các bạn ơi. Ui, hoa về đẹp cực kỳ luôn. Ô la 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 la. Wow, hoa lở rồi, hoa lở rồi các bạn ơi, hoa lở to rồi, tươi rói luôn. Lá xanh biếc,
Ui, có cái bụi hoa như thế này, nếu như các bạn trồng vào cái chậu xinh một chút ý, như chậu sành hoặc là chậu nhựa màu trắng chẳng hạn đó, hoặc là chậu màu đen chẳng hạn đó, các bạn chỉ cần trồng những cái chậu nhỏ nhỏ xinh xinh, và khi ra hoa thì các bạn trưng tại phòng khách này, trưng tại ban công này, phòng ngủ này, và bất kể nơi nào mà các bạn muốn, phòng làm việc chẳng hạn, hoặc là đem đi tặng cho các bạn của mình chẳng hạn, thì nó sẽ rất là tuyệt vời, nó sẽ đem lại những cái năng lượng tích cực giúp cho chúng ta xua tan mệt mỏi trong cuộc sống và giúp cho chúng ta yêu đời hơn, thích thú hơn, thoải mái hơn, cảm giác thăng hoa sẽ giúp các bạn làm việc được suôn sẻ. Đây các bạn nhìn thấy chưa, hoa quá là tuyệt vời luôn. Mỗi một cái nhánh của nó khoảng 4 đến 5 bông hoa lận. Và một cái điều rất là hay là hoa này nó không lở tóe cùng một lúc đâu các bạn, mà nó sẽ lở lần lượt ấy, gần như là lần lượt luôn. Có nghĩa là bông này mà héo đi thì vẫn còn những bông khác sắp trổ ra, cho nên là cái thời gian chơi hoa cũng được khá dài đấy các bạn, không như người ta nói rằng hoa chỉ nở vài ngày rồi héo đâu các bạn. Đấy, như mình trồng nhiều năm ấy thì mình thấy rằng là hoa không hề lở cùng một lúc. Tất nhiên là cái thời gian nở nó cũng chỉ ngắn thôi, nhưng mà nó sẽ lở dần dần các bạn ạ. Chúng ta sẽ có thời gian chiêm ngưỡng hoa được lâu hơn, chúng ta đầu tư những cái chậu đẹp hơn thì chúng ta sẽ có những cái chậu hoa rực rỡ để cho gia đình cũng như bạn bè được tận hưởng cái không khí mát lành, trong sáng, trong lành của mùa hè. Và theo quan điểm của mình thì mình cũng vẫn thích cây hoa loa kèn này, không bởi cái hoa của nó quá đẹp, quá rực rỡ, mà chính là bởi cái lá màu xanh các bạn ạ. Mình rất là thích luôn cái lá nó xanh mướt. Khi mà mình trồng một bất kỳ một cái cây cảnh nào đấy, cái lá nó xanh, nó tốt, nó sẽ có, mình sẽ có cảm giác như là cuộc sống của mình ấy, nó nhiều năng lượng ấy, đầy sức sống ấy. Đấy, và bên cạnh cây hoa loa kèn của mình ấy thì có thêm cái cây hoa dành dành. Ít nữa thì hoa dành dành nó ra hoa ấy, thì mình sẽ quay và sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Ok, video của mình khá dài rồi và mình xin phép được kết thúc video tại đây nhá. Nếu các bạn yêu quý mình và muốn tìm hiểu thêm nhiều các loài hoa dân dã tại Việt Nam nữa thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn. Hoa đẹp quá ta. Bye bye. Hẹn gặp lại nha.